Tôi là Sunny và cô thích nấu ăn đây. Nhìn cái món ăn đúng na đúng nính này, mọi người có biết nó làm từ gì không? Đơn giản lắm, đừng có bỏ qua clip này nha. Cô bếp làm với tôi nè. Đầu tiên là tôi sẽ đập hai quả trứng, cho vô một chút xíu bột nêm và bột ngọt, đánh cho nó tan đều, xong rồi cho vô khoảng 3-4 muỗng nước, rồi để nó qua một bên đi nha. Bây giờ mình sẽ lấy tàu hũ non, cắt nhỏ ra giống tôi vậy nè. Sau đó mình sẽ lấy cái lược lược hết phần trứng lúc nãy vô trong dĩa tàu hũ, trải cho tàu hũ đều ra, rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại, xong rồi lấy cái tăm đâm vòng vòng giống tôi vậy nè, để cho hấp nó thoát hơi nước. Rồi mình sẽ để vô nồi hấp khoảng 15 phút. Trong thời gian đó thì tôi sẽ phi thơm hành tỏi để xào thịt. Trong lúc mà xào thịt đó thì tôi sẽ nêm thêm 2 muỗng nước tương, một chút xíu bột ngọt, nửa muỗng đường, một muỗng sa tế và một muỗng tương ớt. Nhà ai mà có dầu hào ấy thì cho vô một muỗng dầu hào. Cái món này nếu nhà có, mọi người có thể cho thêm nước tương hoặc bột nêm, chứ mọi người đừng cho nước mắm nha. Thịt chín rồi thì mọi người cho vào một chút xíu nước, rồi pha một muỗng bột năng với nước để vô đặng cho nó sệt. Cái khúc đó tôi quên quay ấy, nhưng mà mọi người nhớ làm nha, cái nước sốt nó sẽ sệt lại, ăn rất là ngon. Hấp 15 phút rồi thì cái trứng nó chín khoảng 70%, mình sẽ cho cái phần sốt thịt lúc nãy vào. Tới đây ai có topping gì thì có thể bỏ thêm vô nha. Ở đây tôi bỏ thêm tôm nè. Hấp thêm 15 phút nữa cho trứng chín hẳn rồi thì tôi sẽ bỏ thêm một chút xíu hạt mè và hành lá. Vậy là xong rồi đó mọi người. Cái món nhìn đơn giản vậy đó chứ mấy bà làm thử đi, ăn nó ngon dữ lắm. Trứng với tàu hũ nó mềm mà nó thơm, bỏ vô miệng là nó tan trong miệng luôn á. Món này á là mặn mặn ăn với cơm, không ấy á làm nhạt á thì mấy bà ngồi ăn vả giống tôi vậy nè. Quá dễ luôn á, làm liền đi mấy bà ơi.